Các vị ngồi phía trên cho nó đàng hoàng, có làm gì có mấy người mà ngồi tuốt phía sau, ngồi tròn lại. Ngồi cái lựa mấy cái chỗ như là có vách tường để dựa, các vị đâu có già lắm đâu mà cần phải tựa lưng. Nguyên tắc của người tu là ngồi đoan trang ngay thẳng, không tựa lưng nghe. Ngồi ngay chiếc ghế cũng vậy, không có tựa lưng à. Thưa các vị, trong những cái đạo tràng người Mỹ họ tu á, họ vô là họ ngồi trước vậy này. Tại vì nhường ở phía sau để cho người ta đến sau, người ta có chỗ ngồi, người ta không có chàng ràng phía trước. Dân Mỹ á, nó có hai điều mà mình nên học. Mình về Việt Nam, khi nó leo lên xe từ Sài Gòn nó về Đà Lạt á, nó lên trước người Việt mình. Thế nhưng mà nó quẩy đồ lình kỉnh, nó sao ngồi á. Xe bus lớn nó ra phía sau để nhường người đi sau, họ ngồi phía trước. Rất ư là lịch sự. Còn người Việt của mình thì mang cái bệnh là cứ né né. Ví dụ như các vị ngồi trong một đạo tràng, các vị học cũng vậy, người nào cũng ưng ngồi phía sau á. Thế rồi người ta đến sau, người ta không có biết làm sao để đi vô. Đi trước mặt các vị thì rất là mất lịch sự. Do vậy cho nên có những điều nó rất ư là bình thường mà mình phải nhận diện á. Kỳ thực là mình tu á, nó cho phép mình học với bao nhiêu điều, từ những cái nhỏ nhặt như đi, như đứng, như ngồi, như nằm, như ăn, như uống, như tiếp xử. Bằng không thì mình tu cả đời nó không tiếc. Các vị hình dung rằng là trong những lớp học ở nhân gian thôi, mà cái anh chàng nào mà anh vô anh né né, anh không dám ngồi đầu bàn thì đa phần học dở, phải không? Còn đứa nào nó vô là ngồi ngay đầu bàn để tiếp xúc với thầy, để tiếp xúc với bản đen phấn trắng, để được thầy gọi tên, thì anh chàng nói điều thứ nhất là có tự tin, rất tự tin mình. Điều thứ hai, anh theo dõi bài vở rất tốt. Điều thứ ba, đa phần là những đứa thông minh và học giỏi nó mới làm điều này. Và người tu mình, cái điều đầu tiên các vị nên lưu ý rằng là phải có cái niềm tự tin rất là vững nơi chính mình, chứ đừng có vinh vào cái cớ là tôi phải khiêm tốn, tôi phải nhún nhường, tôi không được ngồi phía trước. Thưa các vị, khiêm tốn nhún nhường nó được đặt trong cái tình trạng là khi các vị thấy người ta có được đạo hạnh, thế thì mình vô cùng quý trọng. Khi các vị thấy các bậc thầy lớn đến thì mình cung kính hết lòng, đó là sự khiêm tốn. Còn gần hơn nữa là thế này, trong tình bằng hữu đạo bạn, khi mình cư xử với người, mình nói năng với người, thì mình luôn nhường lời cho người nói, luôn nhường cái hay cho người thụ hưởng, nhường điều kiện tốt lành để người ta có được sự tu tập tốt hơn mình, đó là sự khiêm tốn. Chứ không phải là trong một đạo tràng rồi mình né hết những cái điều cần phải đưa vai ra gánh vác, gọi là khiêm tốn. Khiêm tốn nhưng mà tràn đầy trách nhiệm, các vị hãy nhớ điều này nhé. Bằng không thì chúng ta tu không tiếc. Chúng ta phải thấy tự mình có trách nhiệm với chính mình, tự mình trách nhiệm với đạo tràng, tự mình trách nhiệm với già lam tự viện. Thứ hai nữa là có một điều rất đời thường là thế này. Có thể là ngày mai mình không còn ở đây. Ví dụ vậy, mình quyết định rằng là nơi này nó không có đủ điều kiện thuận lợi để mình tu tập, nhưng mà mình ở đây một ngày thì mình thấy nơi đây là nhà của mình, chùa của mình. Mình phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tấm lòng vô trong công trình ăn ở và xây dựng. Đến bất cứ già lam tự viện nào, dù làm khách một ngày, nhưng hãy coi mình như là người sống ở nơi đây, có trách nhiệm với công trình tồn tại của già lam tự viện. Đừng nghĩ rằng là cơm tôi ăn, nhà tôi ở. Đừng nghĩ rằng là mai mốt tôi đi rồi cho nên tôi tung hê hết mọi thứ, thưa không. Sống một ngày cho đáng một ngày. Sống một ngày hết lòng một ngày với những nơi mình có mặt. Và cái điều này nó là cái nhân cách của con người, chứ chưa nói gì về việc tu. Thưa các vị, cả một đời tu của mình lấy cái định chuẩn này làm định hướng cho đời sống. Mình sống ở đâu một ngày cũng thế, mình thấy mình có trách nhiệm hoàn toàn với nơi đó một ngày. Ăn ở rất là chí tình. Cho nên mình xin khuyên các vị cư sĩ Phật tử thì không nói làm chi, nhưng mà các sư cô thì các vị nên lấy cái tiêu chuẩn này để sống. Không cần là phải chùa của tôi hay là thầy của tôi gì cả,
Và chúng ta đến với chùa chúng ta tu thì chúng ta coi Đức Thế Tôn là vị thầy chân chính và vị thầy duy nhất. Cho nên mình bỏ cái tinh thần tông môn pháp phái qua một bên, không cứ gì cái chùa của sư ông Thúc Lâm, mà cái chùa nào mình có thể ở được thì nơi đó là chùa của mình. Vị thầy nào là vị thầy có chút trí tuệ, có năng lực tu, có đạo hạnh, mình học được vô vàn điều hay thì đó là thầy của mình, chứ không nhất thiết rằng là phải vị thầy cạo tóc xuất gia hay là phải trong truyền thống Trúc Lâm chi cả. Bỏ bớt đi cái sự chia rẽ về tông môn pháp phái cho cuộc đời nó dễ thở. Hành tinh này nó đã đi đến cái tình trạng là rất phức tạp về cái tính kỳ thị dân tộc, về cái sự phân hóa. Rồi tôn giáo thì thưa các vị, cái đại họa của hành tinh này trong tương lai không phải là ý thức hệ chính trị, mà đại họa nó là ý thức hệ tôn giáo nghe. Ví dụ như tình trạng Hồi giáo, các vị biết rằng là ISIS nó cũng sinh ra từ Hồi giáo đó chứ. Thế nhưng mà nó là nỗi khủng hoảng của con người trên hành tinh này. Tất nhiên đạo Phật không đưa đến cái tình trạng nghiêm trọng cuồng tín như vậy. Thế nhưng mà cái sự manh nha tất nhiên nó làm chia rẽ, đó là cái tinh thần tông môn pháp phái của chúng ta chia rẽ rất là khó chấp nhận nhau. Đôi khi mình người tu rồi mình nhìn lại cái thế giới phàm phu, mình thấy mắc cỡ với họ. Mắc cỡ ở chỗ là khi mình chưa có quy y, chưa làm người xuất gia, tâm thức mình nó mênh mông hơn. Mình không có kỳ thị đây là người Kitô, đây là người Phật giáo. Thế rồi mình tu theo đạo Phật, cái mình thấy này không phải là tôn giáo của tôi nè, này Kitô nè. Rồi hẹp hơn nữa, mình quy với cái nhánh thiền của ông cụ Trúc Lâm chẳng hạn, thế mình thấy là dường như các cái nhánh tu Phật giáo truyền thống này nó không có chánh pháp, nó kiểu lăng xăng vân vân. Thế thì thưa các vị, càng tu tâm thức mình nó càng bị cô cứng lại trong một cái ngõ hẹp nhiều hơn. Cho nên thưa các vị, nương với chánh pháp của Phật để tu hành, điều đầu tiên mình phải làm cho tâm thức mình nó đủ mở rộng, đủ thoáng đãng, vượt lên cái tầm cao, chứ đừng để nó quá ư là hạn chế vào cái tinh thần cục bộ, tông môn pháp phái kỳ thị nhau. Điều này nó rất là sai lầm. Đây là cái sắc thái rất là nhân cách đời thường thôi, người ta đã làm được cái điều dễ thương này. Cho nên các vị hãy làm thế nào để cho mỗi một bước tu của mình, tâm của mình nó mênh mông hơn. Bằng không á, thì nó càng ngày nó lâm vô cái tình trạng chật chội hơn, rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Đây là cái điều mà có khi mình bắt gặp trong truyền thống thiền nhiều hơn là trong truyền thống Tịnh Độ Tông á. Có khi Tịnh Độ Tông người ta dễ chịu hơn mình. Còn mình Thiền Tông được gọi là tu tập trên cái pháp môn vô ngã, và bản ngã của Thiền Tông có khi nó còn vô cùng là kiêu kỳ khó chịu. Rồi thưa các vị, càng đi sâu vô pháp hành trì tu tập thì có khi càng trở thành một cái nhóm thầy cô rất là ngạo mạn về pháp hành trì. Người ta gọi cái từ là kiêu mạn tăng đó. Trong khi cái truyền thống Phật giáo thì nó không phải là để sinh ra cái thành phần như vậy, mà chúng ta tu rồi dần dần chúng ta trở thành rất là kỳ cục, nó sai với tinh thần giáo lý vô ngã của đạo Phật. Cho nên những điều này có khi các vị phải cẩn trọng, hãy nhận diện về đời sống của mình từng ngày để chuyển hóa đó. Thế rồi cái việc thứ hai chúng ta đi vô hôm nay, đó là mình chép tặng cho các vị một đoạn kế tiếp học, chứ không thôi không có hết cái bài sinh tử nhàn như dĩ này. Đoạn thứ hai, đoạn hôm qua thuộc lòng rồi ha. Phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tử khô kiệt, lò lửa dầu sôi chóng mát lành, rừng kiếm núi đao liền gãy hết. Đoạn đầu hôm qua chúng ta học là tâm mà sinh trừ sinh tử sinh, tâm mà diệt trừ sinh tử diệt, sinh tử xưa nay tánh vốn không, thân quyển hóa này rồi cũng diệt. Thưa các vị, là bài này có hai ba bản dịch. Bản dịch xưa nhất là bản dịch của Trúc Thiên, cho nên đôi khi mình cứ đọc từ bản dịch này nó lại lẫn lộn qua bản dịch khác. Bản dịch gần là bản dịch của ông cụ Trúc Lâm.
Tất nhiên là chúng ta không quan trọng lắm về cái chuyện bản dịch, mà cái chuyện quan trọng đó là nội dung được hàm chứa trong đây thôi nha. Cái trọng tâm mình là giải thích nội dung được hàm chứa trong đây, từng cái cấp độ từ cạn đi vào sâu để cho các vị hành trì thôi. Mình mượn thi ca tựa trung để đưa pháp hành vô đây, chứ không phải muốn đi vô lang thang vô cái lĩnh vực thi ca làm cái chi. Thế là cái chuyện cụ thể phải làm đó là ý nghĩa của cái đoạn này. Thưa các vị, là cái ý đoạn này là thể ngộ được bản tâm chân thật. Cái chuyện khai thác lên đây nó là thể ngộ bản tâm chân thật. Cái câu đầu các vị biết rằng là đầu ngữ của kinh Bát Nhã là phiền não tức Bồ Đề đó. Phiền não tức Bồ Đề. Người ta có hai cái nhìn về cái câu này. Ngay nơi phiền não là Bồ Đề, cho nên gọi là phiền não tức Bồ Đề. Chính ngay phiền não là Bồ Đề. Thế rồi những nhà Phật học căn cứ theo lý luận mà giải thích, tức là theo chữ nghĩa họ giải thích đó, thì cái hạt giống Phật nó có sẵn trong anh. Do vậy cái chất phiền não này nó phải được cái hạt giống Phật nơi anh, tức là bằng cái công ơn tu tập rồi từ từ nó gột rửa, cho nên gọi là chuyển hóa phiền não để thành Bồ Đề. Đây là lối giải thích rất là thông thường, người ta từng giải thích như thế. Thế nhưng mà giải thích như vậy thì nó giúp cho những người gọi là triển hạn với phiền não, người ta kéo dài cái thời gian trong cuộc tử sinh thôi nghe. Còn cái lối giải thích rất là trực tiếp của Thiền Tông thì ngay nơi phiền não phải thể hiện được Bồ Đề. Hàm nghĩa chi trong đây? Thưa các vị, ngay nơi phiền não đang sôi cuồn cuộn mà các vị không đồng nhất mình vào phiền não, các vị là người đang quan sát phiền não, thì ngay lúc đó Bồ Đề liền có nha. Năng lực giác ngộ là cái tự hữu mà chúng ta đều có. Rồi định nghĩa là một tầng dễ hiểu là thế nào là năng lực giác ngộ. Thưa các vị, nó không phải là cái xa vời các vị cần phải tìm cầu hoặc là tu mất 10 kiếp, mà cái năng lực quan sát đích thực là năng lực giác ngộ của các vị. Trong cái từ kinh văn gọi là liễu tri á, liễu tri thường hành. Cái từ ở trong kinh văn A Hàm gọi là tuệ tri. Cái từ chúng ta dùng là nhận biết nha. Hay cái từ gần hơn nữa là biết thôi. Các vị còn nhớ rằng là trong Thần Hội Ngữ Lục, tức là trong Hiển Tông Ký có một câu của Thần Hội. Thần Hội là đệ tử đích truyền của Lục Tổ Huệ Năng. Ông có một câu thế này: tri chi nhất tự chúng diệu chi môn. Nếu giải thích bằng chữ Việt là thế này: một cái chữ tri này mở vào muôn ngàn cánh cửa diệu dụng. Tức là một chữ tri này anh nắm được nó, anh vận dụng được nó, thế thì anh mở vô cửa Niết Bàn. Anh có thể mở vào ngàn cánh cửa phương tiện độ sinh. Hay nói cách gần gũi hơn là anh nắm một chữ tri này, anh phá vỡ tất cả phiền não bủa vây trong đời sống của anh. Chứng nghiệm được an lạc ngay hiện tiền, chứ không phải là cái chuyện xa vời. Thế là mình dùng cái ví dụ nó dễ hiểu thế này. Ví dụ các vị chìm ngập trong nỗi buồn phiền hối hận 10 năm, 20 năm nó nhận chìm đời sống các vị. Thế là một sáng tình cờ nào đó người bạn các vị bóc điện thoại gọi lên, nói rằng là thưa chị, lâu nay những cái nỗi niềm mà chị nghi ngờ đó kỳ thực là không phải do em gây nên, mà đó là do lá thơ của mẹ để lại. Di chúc lại là sự việc này của cái này là chia cho hai ba người, đây lá thơ vẫn còn đây. Thế họ gửi nguyên bản email tới cho các vị. Thế thì cái nỗi căm giận người bằng hữu của ta tự nhiên nó bốc khói bay đi mất. Tại vì lâu nay mình cứ nghĩ rằng chính cái tên này nó lừa bịp, nó lừa dối, cho nên mình căm giận mất 10 năm. Thế nhưng mà chỉ cần một lá thơ người ta gửi tới, rất rõ ràng có chứng cứ, bố mẹ mình phân chia tài sản như thế này rõ ràng như dưới ánh sáng mặt trời, thế thì cái nỗi phiền muộn người bà con của mình mất biến liền, không cần làm gì thêm cả. Từ ví dụ đó quy chiếu lại, thưa các vị, cái năng lực nhận biết ở mức độ cạn nhất thì nó đã giúp cho các vị giải trừ được những nỗi nghi ngờ này,
những cái niềm ân hận lâu đời các vị liền bị ánh sáng của sự nhận biết tỏ tường đó làm cho bốc khói bay đi mất. Thì ví dụ gần hơn, đi vô đạo lý hơn, cái cơn buồn nó đang thấm vào tâm thức các vị, nó nhận chìm các vị. Rồi các vị chợt học được giáo lý, biết một điều rằng buồn là một loại cảm thọ hay là một loại tâm hành nó sinh khởi bên trong. Ngoài cái phần buồn, ta còn một phần năng lượng của tâm, đó là cái năng lượng nhận biết nó đang bao trùm cái buồn. Các vị an trú được khi có niềm tin với điều này thì lập tức cái buồn liền bốc khói bay đi. Tự nhiên thưa các vị, là ngay phiền não là bồ đề nghe. Tại vì khi anh nhận biết đây là phiền não, cái điều dễ hiểu nhất là tôi là người đang thấy, phiền não là đối tượng bị thấy. Thế thì nó không dính chi với các vị cả. Các vị liền nghiễm nhiên an trú ngay nơi cái vùng trời tâm Phật bất động thôi. Và cái từ người ta từng dùng như là chân tâm nè, Phật tánh nè, tâm Phật bất sinh nè, bản lai diện mục nè, thậm chí là niết bàn, nó không phải là cái gì xa vời vợi, mà nó chính thực là cái đương thể nhận biết của các vị đây. Và cái nhận biết nếu giải thích một cách tỏ tường thì nó có hai phần. Phần thứ nhất, đó là nhận biết nguyên sơ, không có phê bình, không có phán xét. Ví dụ như tôi nhìn các vị bằng cái nhìn rất ư là hững hờ, hay cái tự giờ nó hay dùng là nhìn vô tư đó, là không có suy nghĩ, không phê bình, không phán xét, không thấy rằng người này dễ thương, người kia khó thương, người này đã từng là Phật tử cúng dường ta, người kia là đại thí chủ của Già Lam gì cả. Chỉ nhìn một cách rất ư là vô tư, nhìn nhận biết sự có mặt của các vị phía trước mình. Thử hỏi nó có sinh phiền não không? Không. Nó có sinh cái sự gắn bó vướng mắc gì với các vị không? Cũng không. Đơn giản chỉ là nhận biết mọi người trước mặt mà thôi. Cái nhìn thứ hai cũng là nhận biết, nhưng mà nó kèm theo một tràng dài. Cái gì phía sau vậy? Giải thích nè, lý luận nè, phê bình nè, phán xét nè, rầm rì trong tâm thức quyên thiên về người kia. Thì chuyện gì phát sinh? Buồn phát sinh, giận phát sinh, thương phát sinh, ghét phát sinh, ưu tư phiền muộn phát sinh. Thì hai phần này, một cái nhận biết phía sau được gọi là nhận biết mà chạy theo vọng thức ngược xuôi, cho nên liền có phiền não. Còn nhận biết ban đầu, cái trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, không khởi một ý thức rầm rì về phê bình, thì đây là cái nhận biết nó tương ưng với tâm Phật chiếu sáng. Và an trú ngay trạng thái nhận biết này liên tục thì gọi là an trú trong tuệ tri. Hay nói một cách khác là các vị duy trì được cái trạng thái này thì gọi là liễu liễu thường tri nha. Cái từ tiếng Việt người ta dịch là rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết nó không có hàm nghĩa rằng là cái biết mình nó phải sáng hơn bình thường, hay là mắt mình nó phóng hào quang nha. Mà nó đơn thuần chỉ là cái việc tôi thấy các vị tỏ tường, tâm thức tôi nó không có chạy ngược chạy xuôi đi đâu cả. Không phải nhìn mà hững hờ lững lơ để cho tâm thức ngược về quá khứ hoặc chạy tới tương lai. Tôi đơn giản chỉ làm một việc là thân và tâm tôi đang có mặt ngay hiện tiền, nhận biết tỏ tường chói sáng thì gọi nó là liễu liễu thường tri. Thế thôi. Thế thì cái trạng thái tâm Phật bất động hay là thể niết bàn, thưa các vị, nó là cái đang hiển dụng ở nơi đây. Các vị đang sử dụng nó từng ngày nghe. Các vị luôn an trú trong thể tâm bất động, chứ các vị không có chạy đường nào thoát được cả. Tôi ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Các vị hình dung rằng mình chạy đi đâu để tránh được cái hư không bao quanh các vị không? Các vị đi tới phương trời nào các vị không thể tránh được cái tình trạng là bao quanh các vị là không gian. Tại vì không có không gian thì các vị không thở được, không sống được. Thế thì ta hình dung rằng cái năng lực tâm nhận biết này, nó ở bên trong các vị, nó ở bên ngoài các vị. Ngay từng cái niệm buồn vui đang sinh đang diệt thì liền có nó nhận biết. Thế thì cái thể tâm bất động vô sinh nó đang có mặt nơi từng loại chúng sinh, nơi từng con người giữa trần gian này. Tu hay không tu gì anh cũng thừa hưởng điều này cả. Chỉ có điều tội nghiệp là mình lại quay lưng lại với điều này, mình không chấp nhận cái điều đang sở hữu. Mình chỉ chấp nhận cái suy nghĩ là mình, cái buồn vui là mình. Chấp nhận cái hẹp hơn nữa là
cái hình hài này là tôi thôi, mà quên mất rằng cái năng lực nhận biết chói sáng đó vô ngã, nó không có tôi có ta ở trong đây cả, nó đơn thuần chỉ là cái năng lượng nhận biết mà thôi. Và khi mình thấu đạt điều này thì thưa các vị, ngay phiền não trùng trùng mình có thể an trú ngay cái tâm nhận biết thì phiền não liền bị bốc khói bay đi. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, thể ngộ bản tâm chân thật, các vị hãy nhận ra một điều là ngay phiền não phải sống được với tâm bồ đề bất động. Đây là nét cạn nhất. Và nếu mình thấu được điều này, thưa các vị, cái chuyện tu mình rất nhẹ nhàng á. Cái chuyện tu của các vị nó phải xảy ra một ngày 24 giờ đồng hồ. Nó phải liên tục theo từng bước chân, từng hơi thở các vị, từng cái lai động của thân hành, cái an trú được trong pháp hành trì, chứ không phải là mỗi ngày ngồi thiền 3 giờ đồng hồ, 5 giờ đồng hồ, 10 giờ đồng hồ, tụng bao nhiêu thời kinh, thưa các vị, không phải. Tại vì cái năng lực nhận biết nó còn có nơi các vị, thế thì toàn thân các vị lai động, các vị đều có thể nhận biết được. Các vị có thể đi tới, đi lui, ngồi, đứng, nói, cười, vân vân. Thưa các vị, mọi thời khắc trong ngày đều là thời khắc để thực tập. Thiền sư ngày xưa, cả ngày đều an trú trong pháp hành, chứ không phải là cái chuyện chỉ có thời ngồi thiền mới an trú trong pháp hành. Do vậy cho nên, nếu một chút hương vị Phật Pháp, phiền não không có quyền động trong tâm thức người ta. Tại vì mọi thứ phiền não nó vừa sinh khởi, thì các vị phải làm được việc là nhìn cái phiền não, chứ các vị đừng đồng nhất vào phiền não. Khi mình nhìn được nó thì mình là năng lực tuệ giác, mình là khả năng tuệ tri, mình đang sống trong tâm Phật chiếu sáng hiện tiền thôi. Thế cho nên thưa đại chúng, để thể ngộ được bản tâm chân thật thì mình không phải thể ngộ nó trên trời cao. Hay ví dụ cụ thể là thế này, các vị muốn biết gió, các vị không thể chụp hình gió được, các vị cũng không thể nhìn thấy nó được, các vị cũng không thể ngửi mùi hương của gió được, mà các vị phải làm gì để biết rằng có gió? Nhìn hiện tượng của cây lay động biết có gió, nhìn mây trời bay biết có gió, phải không? Nghe mát qua người biết rằng có gió. Thế thì muốn thể ngộ được cái bản tâm chân thật của ta, không phải mình thể ngộ bằng cái con đường gì khác, mà phải ngay trong phiền não. Khi có buồn có vui thì biết rằng là ta phải làm được một việc là đang quan sát buồn với vui, thì gọi là thể ngộ được tâm Phật nơi chính ta. Chắc đủ dễ hiểu. Câu hỏi thứ hai, làm được không? Không làm được. Tại sao? Tại chưa muốn làm. Tại cảm thấy còn yêu mến con đường luân hồi lục đạo quá. Mình đã đầu tư tâm thức mình cho cái chuyện buồn vui này nhiều đời rồi, bây giờ tự nhiên luyện hẳn một phát đi vào có thể tâm chân thật vô sinh để sống với cái điều này dường như hơi uổng, cho nên mình chưa muốn làm Phật nghe. Còn đúng nguyên tắc thì các vị có quyền luyện đời mình một phát để có thể thành tựu được điều này. Kỳ thực thưa các vị, đến một cái mức độ nào đó người ta thấy những thứ cồng kềnh về bản ngã nó phải rơi thôi à. Những cái là tự hào nè, kiêu ngạo nè, những cái cảm thấy hãnh tiến giữa cuộc đời, cảm thấy bao nhiêu sự thành công, cảm thấy ta là người có quyền quy, hoặc ta người được trọng vọng, thưa các vị, nó rớt xuống rất là nhẹ. Các vị hình dung rằng là những bậc thầy của chúng ta, ví dụ như gần nhất là sư ông Trúc Lâm đi, đã từng là một vị thầy nuôi dạy hàng ngàn đồ chúng, đã từng đi đông đi tây đến nơi đạo tràng nào thiên hạ cũng phủ phục và kính lễ. Thế nhưng mà khi ông đổ bệnh ra, trở thành một ông cụ già, thưa các vị, thì thị giả nó sóc nách lên sóc nách xuống, chứ có phải là nó mỗi lần nó sóc nách nó dẫn ông đi nó phải lại mới lại đâu, vẫn bình thường như bao nhiêu ông già tật bệnh. Dù các thầy có một bề kính trọng, nhưng mà thưa các vị, những lúc vô cùng khó khăn như lúc ông đi đại đi tiện rồi ông làm chi? Ông làm chi? Thậm chí những lúc thậm tệ hơn, ông không lăn qua ông trở về được thì thị giả nó làm chi? Một cái thân hình nặng nề như vậy, nó phải tắm rửa, nó phải giặt giũ, nó phải vệ sinh cho, thì cũng như một khúc gỗ nó lật qua lật về nghe. Thế thì mọi thứ lợi danh trọng vọng giữa cuộc đời, mọi thứ các vị kiêu ngạo tự hào, thưa các vị, tới một lúc nào các vị quán chiếu cho được thì nó đều rơi xuống hết.
không có cái chi gọi là bản ngã, là tự hào, là kiêu ngạo, là kiêu sa, là quyền quý, là gì nơi một hình hài này cả. Tâm thức người ta vươn đến một tầng cao, trải nghiệm đời sống thì người ta nhận ra điều này chứ chưa cần tu nghe. Nó phải như vậy thôi. Thế rồi có khi mình tu ba mớ, cái từ đó nó rất là chính xác, nghĩa là tu là phất phơ đó. Mình mới được một chút uy tín gì đó, cái mình cảm thấy như đất trời này mọi việc không bằng mình. Mình đằng này những cái kiêu ngạo về bản ngã, đối với người xuất gia, đối với người cư sĩ gì, cái bệnh này nó cũng là bệnh chung á. Người ta động đến mình, cái mình cảm thấy rất là tổn thương. Và 99% cái nỗi khổ của nhân gian và nỗi khổ của mọi chúng sinh trên hành tinh này, nó đều không thật. Nó đều do cái bản ngã giả vờ của các vị tạo thành. Và người ta chạm vào, các vị cảm thấy nó rất là đau, chứ kỳ thực có cái chi mà đau, hình hài này đau thì đúng đó. Nhưng mà những cái mình nghĩ rằng là họ làm tổn thương mình, mất uy tín mình, xúc phạm mình, thưa các vị, đều chạm vào cái bản ngã giả vờ của các vị. Thế thì mọi thứ phiền não, bản chất của nó, mức độ cạn nhất là nó không thật. Nó do chúng ta tự tạo cho chính mình thành những thứ phiền não. Chỉ cần thấu ngộ một chút xíu phần này thôi thì trong đời sống bình thường này người ta có được an lạc liền đó. Chứ không có cần phải tu hành chi nhiều cả. Mọi nỗi khổ giữa trần đời này nó sinh khởi, nó hành hạ, nó đọa đày ta, nó nhận chìm ta là do vì ta tự tạo ra mà thôi. Chưa cần chạm vào cái bản ngã của các vị đang hiện diện. Chỉ cần có một người nào ở xa xa thôi gọi điện thoại bảo rằng là chị à, tôi không biết là chị gây ân oán gì mà bên đây có một người bạn đạo với chị, hai người từng là hợp tác với nhau làm bao nhiêu công tác từ thiện, cúng chùa bố thí, giúp đỡ các già lam, thế nhưng mà bây giờ chị nói xấu gì tan nát hết, không còn chi hết. Đây nè, chị nghe nè, tôi thâu băng đoạn nè, rồi mình làm chi? Thưa các vị, mình nổi tâm bành lục tặc lên. Mà trong khi đó, thưa các vị, người khác chửi mình thông qua một người bạn, một người bạn từ cái không gian xa lắc xa lơ là từ bên miền Tây Hoa Kỳ gọi qua đây. Với thời gian là sự việc này xảy ra 3 tháng trước. Thời gian cách biệt, không gian cách biệt, và cái con người trực tiếp xúc phạm mình cũng không hề chạm mặt với mình. Thế nhưng mà mình bên đây, mình mất ăn, mất ngủ, mình nổi phiền muộn và nghiến răng, nghiến lợi hứa lòng rằng là ta còn sống thì nợ này ta phải trả. Thế thì cái phiền não đó nó sinh ra từ đâu vậy? Chứ chi mà ta chửi thẳng mặt mình á, thì nổi giận đúng, chấp nhận được. Tại vì họ trực tiếp, phải không, chạm vào cái sĩ diện của các vị con đằng này, xa lắc xa lơ. Thế thì phiền não, điều thứ nhất ta định nghĩa rằng nó không thật, mà do tự ta hành hạ đọa đày ta. Chứ còn nó đã cách thời gian, cách không gian, thì mắc chi đâu mà mình nổi cơn phiền muộn. Và mình nổi phiền muộn, mình hâm he người ta, mình hứa với lòng rằng sống để bụng, chết đem theo, thù này ta không thể xóa, thì mình vô cùng là vô minh. Tại sao vậy? Thưa các vị, ví dụ như người ta chửi mình một trận thì họ rất là hạnh phúc, tại vì họ chửi mình hả hê, nhưng mà mình mang cái âm vang của tiếng chửi đó, mình tự hành hạ mình, đọa đày mình, làm cho lòng mình nó chìm liễm trong cái nỗi phiền muộn. Thế thì mình vụng về hơn người ta, mình tự dìm mình trong cái đống phiền não do người ta gây ra. Điều thứ hai, thưa các vị, là người ta chọc mình để cho mình phiền não, mà mình phiền não là mình mắc mưu người ta rồi. Giống như người ta quăng dây vô cần cổ, người ta bắt chó đó, các vị hình dung rằng là nó quăng trật chứ nó không quăng trúng đâu nghe. Tại vì nó quăng ở kali mà mình đây làm sao trúng. Thế nhưng mà mình cố tình chạy vô đưa cần cổ để nó giật mắt lên xe đó, nó đưa về để nó làm thịt mắt. Thế thì rõ ràng là mình quá khờ. Và người ta cứ nghĩ rằng là nỗi sân si phiền não căm tức với người gây hấn mình là thông minh. Và thưa các vị, nhìn cho tỏ tường thì không thông minh tí nào cả. Mình nhận chìm đời mình là một việc đáng tội rồi. Rồi tội thứ hai là chi? Chứa chấp nó trong tâm thức rất là đầy, để ngày này qua ngày kia nó ung nhọt nơi tâm thức, nó phát sinh ra một loại tật bệnh như là ung thư. Tại vì bướu nơi tâm thức thì nó làm thành bướu tự thân nghe. Cái nội kết nơi tâm nó làm thành nội kết nơi thân. Cái tội nghiệp thứ ba
Nếu nó chưa thành một nội kết hủy phá đời sống vật lý của ta thì nó làm thành một cái loại rác chứa trong tâm thức vô cùng ô uế. Càng chứa nhiều phiền não trong tâm bao nhiêu, càng chứa nhiều phiền muộn bực bội bao nhiêu, giống như ta chứa toàn bộ những thứ vô cùng hôi hám trong nhà của ta. Thế rồi mở cửa nhà ra thì chuyện gì phát sinh? Hơi hôi nó bay cùng xóm cùng làng. Mà cái tội nghiệp là ta mở cửa nhà ra thì ai hưởng trước? Chồng ta, vợ ta, con ta, cháu ta, bạn bè, người thân của ta. Tự nhiên nó vậy thôi à. Cho nên chứa phiền não là một điều vô cùng tồi tệ, mà chúng sinh giữa trần gian này lại thích chứa phiền não mới là chuyện tức cười. Trong nhân gian người ta đã không có pháp hành trì, người ta quá ư vụng về vậy, rồi mình quy y Tam Bảo, mình học pháp chứ Phật mà mình lại chứa phiền não, thì các vị hình dung rằng là đáng tội biết chừng nào. Thế rồi mình rời đời sống cư sĩ, nghe, được duyên lành xuất gia, luyện mình đi vào chùa, lại sống với cái tình trạng là chứa phiền não trong bụng. Thế thì các vị hình dung coi là người này đáng tội đến gần nào. Do vậy thưa các vị, nếu không thể nhận được ngay phiền não tức là Bồ Đề, tức là không có pháp hành trì để hóa giải mọi phiền não sinh khởi trong tâm anh, thì mặc pháp y Như Lai có tội ạ. Hãy nhớ nghe, điều này chính xác lắm. Là một người xuất gia, thưa các vị, không cho phép các vị thả cuộc đời lên bền cái kiểu là vui buồn theo cơn nước. Nước lên thì vui, nước xuống thì buồn. Vui buồn theo chuyện khen chê, vui buồn theo chuyện và lam tự viện, sự việc xảy ra là thịnh với suy. Thưa các vị, không dính chi ta cả. Người xuất gia thực sự là an trú trong pháp hành để ngày và đêm luôn nếm được hương vị của pháp lạc. Mà nếu không làm được điều này, thưa các vị, dù cho cất chùa to, đúc tượng Phật lớn, dù cho thành một bậc thầy được ngàn người lễ lại, cũng bằng thừa, cũng bằng thừa. Người đệ tử Phật thừa tự pháp chứ không phải thừa tự tài sản nha. Mình xuất gia, thưa các vị, không phải vì cái chùa, không phải vì món lợi, không phải vì món danh, mà thừa tự pháp hành để thành đạt trí tuệ giải thoát. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu cái công trình giáo dục của già lam tự viện mà tốt lành đó, thì sẽ tạo thành các vị xuất gia chưa chứng được thánh quả thì cũng trở thành những vị đạo hạnh hiền đức và có phẩm chất làm những vị thầy hướng dẫn Phật tử tu tập. Mà nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, có khi mình xuất gia cho hàng đống người trở thành cái chi trong đạo vậy? Thưa các vị, trở thành những người phá hoại chánh pháp của Như Lai à. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều kiện rất là tuyệt vời, không phải cái môi trường ở Việt Nam đâu nghe, mà môi trường xã hội Mỹ là điều kiện rất tuyệt vời để các vị tu tập. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, đây là một vùng đất mà người ta có được cái thiện tâm, tức là có được cái căn lành nó rất là dày. Điều thứ hai, cái vùng đất này là vùng đất rất là mới. Vùng đất Mỹ nó không có bị ảnh hưởng văn hóa từ Việt Nam chảy cuồn cuộn vào. Ví dụ như văn hóa Việt Nam thì chúng ta biết rằng tham nhũng từ trên thượng tầng cho tới hàng thấp nhất, tức là cả một cái cấu trúc xã hội đồ sộ, từ người lãnh đạo quốc gia cho tới kẻ bần dân đều biết hối lộ, tức là đều biết hối lộ và nhận của hối lộ. Thế rồi cái điều này nó không tránh được cái tình trạng là xâm thực vào thế giới nhà chùa nghe. Tại sao? Thưa các vị, con người vốn là con người từ xã hội chứ không phải con người đó từ trên trời rớt xuống hay là từ dưới đất chui lên. Hắn sinh ra trong xã hội như vậy, thừa hưởng nền văn hóa như vậy. Thế rồi lượm hắn bỏ vô chùa mà không có cái điều kiện dạy dỗ đàng hoàng, thưa các vị, nó vẫn bị xâm thực từ thế giới nhân gian đi vô. Mình nói điều này không phải bêu xấu chi về đạo Phật cả, nhưng mà để phân định rằng chưa có một môi trường nào tốt lành như môi trường Mỹ để đào tạo các thầy cô cả. Tại sao? Đây là cái môi trường rất mới so với cái môi trường văn hóa của Việt Nam. Chúng ta có quyền xây dựng lại nề nếp tu cho nó đàng hoàng và có quyền làm thành cái cơ chế giáo dục cho tăng ni trên đất nước này để họ trở thành những bậc thầy
rất ư là chói sáng để cứu lấy gia tài chánh pháp của Như Lai. Thế rồi cái tội nghiệp của đạo Phật Việt Nam cho đất nước này nó là tìm không ra người xuất gia. Thế rồi nếu có một số người xuất gia vô chùa thì thưa các vị, cái tội nghiệp nó là lại không có những vị thầy đủ hai phẩm chất. Một là có cái nhìn rất là xa về sự phát triển đạo Phật để đặt thành cái con đường giáo dục cho đạo Phật trong tương lai. Điều thứ hai là cái tầm tri thức cũng không đủ cao vời, ngang với tầm tri thức của xã hội Mỹ để có thể truyền đạt. Thế thì các vị hình dung rằng là cái tình trạng Phật giáo nơi đất nước Mỹ này có khi nó vẫn còn trong cái lĩnh vực lay quay thôi nha, chưa thể định hướng được cho cái sinh hoạt của chùa chiền và lam tự viện của ta trong tương lai để phát triển được, để thế hệ người sau kế thừa tu tập được. Mình chỉ làm được cái việc gọi là kiếm người giữ chùa, kiếm người để cho dòng chảy của đạo Phật hay là của già lam tự viện không bị bế tắc, rồi hy vọng rằng thế hệ thứ hai thứ ba mới có khả năng làm cho đạo Phật thực sự sống bừng bừng nơi đây. Dường như là chúng ta đang đối phó với cái tình trạng tự phát của đạo Phật nơi đây, chứ ta chưa hề có một cái sinh hoạt, có một cái định hướng hẳn hoi. Thậm chí cả một dòng tu của Thiền Trúc Lâm, thưa các vị, đến ở đây cũng là một cái sự tự phát, chứ chưa có một cái định hướng rõ ràng về cái sinh hoạt đạo Phật phát triển trong tương lai của dòng Thiền Trúc Lâm nghe. Ví dụ gần nhất là thế này, mình nói thì có khi mất lòng nhau, nhưng mà mình có thói quen, mình nghĩ ra làm sao nói làm vậy nghe. Ví dụ như các vị nhìn là cái Thiền Viện Thường Giác này, đó là cái sự tự phát, và chúng ta chưa có một định hướng về xa trong tương lai, trong thế hệ thứ hai thứ ba. Tại sao vậy? Mình chỉ tự phát giải quyết cái sinh hoạt tu tập tạm thời thôi nghe. Một nhóm Phật tử phát tâm lành rồi mua một cái căn nhà nó rất là thuận lợi. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn về cái chiều hướng xa hơn để phát triển thành một già lam, để thành một cái ni viện có thể nuôi dưỡng nè, đào tạo nè, cho thế hệ hiện tại, cho thế hệ tương lai, và có thể đặt nền móng để xây dựng cho cái điều kiện phát triển của dòng thiền nhiều thế hệ, thì dường như mình chưa làm được điều này. Thứ nhất là cái không gian của mình không cho phép. Điều thứ hai, thưa các vị, dường như mình cũng không đủ cái nguồn tài chánh để làm theo ý muốn của mình, mà chẳng qua chỉ là cái việc tự phát trong giai đoạn nhất thời. Và mình cũng chưa hề đặt cái kế hoạch rằng là phải làm thế nào để cho thế hệ người tu trong tương lai phát triển được. Dường như là chúng ta chỉ làm được một việc là vá víu tạm thời để cho có nơi chốn tu tập mà thôi, chứ còn không thể hình thành được một cái ni viện cho nó to tát gì trong tương lai. Rồi nếu trong tương lai có một số Phật tử phát tâm lành bỏ tiền vô để cho cái tập thể Phật tử nơi đây có thể thay đổi cái chỗ này, mua một chỗ khác nó đủ điều kiện thuận lợi hơn để phát triển thành một ni viện, tôi hình dung rằng có bao nhiêu khó khăn xảy ra, các vị biết không? Khó khăn đầu tiên là một cái nhóm Phật tử đã từng bỏ công bỏ sức bỏ tiền vô để xây dựng nơi đây, nó hình thành một cái nơi chốn tu tập như thế này, họ không bằng lòng. Cái tâm thức người Việt cố chấp rất là nặng nghe. Nói rằng là nơi đây là nơi đã có cái kỷ niệm vui buồn, nơi đây là nơi chúng con đã bỏ công sức vào, cho nên không có chuyện bán chỗ này mua chỗ khác xa hơn. Nó xa nhà chúng con không đi được. Ai làm gì nhau? 10 người bỏ công sức trong cái công trình một già lam, thưa các vị, muốn đổi thay không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí gần hơn hết là trong cái sinh hoạt tu tập chúng ta nơi đây, mình cảm thấy dường như là nó nặng nề, nó ì ạch. Nó không có mời gọi được người trẻ đến sinh hoạt với mình. Mình muốn đổi thay dễ hay là khó vậy? Đừng hòng.
Ngoài cái sinh hoạt chúng ta phải lệ thuộc hẳn vào truyền thống Túc Lâm, còn một điều là bên quanh chúng ta thì các vị những Phật tử trung kiên với thiền đường, với sinh hoạt Túc Lâm, họ không hề chấp nhận. Anh có một cái chút xíu đổi thay gì hơi khác biệt với cái nghi thức hành trì tụng niệm hoặc là cái sinh hoạt, thế thì nhiều lá thơ bay về bên kia. Thế rồi những người chịu trách nhiệm trông nom, tức là chịu trách nhiệm về dòng Túc Lâm đó, thưa các vị, họ không cần biết phải trái ra làm sao cả, cứ bên kia chỉ đạo qua. Thế thì coi chừng các vị mất đứt cái danh nghĩa là thuộc dòng tu của thiền phái Trúc Lâm như chơi, bị dứt phép thông công như chơi. Thế thì thưa các vị, điều mình ví dụ thôi nghe, để trở lại cái chuyện, thưa các vị, dường như chúng ta chỉ đáp ứng được cái nhu cầu tự phát mà chưa có một định hướng chung cho cái sinh hoạt phát triển hẹp. Phát triển của thiền phái Trúc Lâm chưa có, rộng, phát triển đạo Phật càng chưa có. Thế rồi, thưa các vị, trở lại cái chuyện mình đang nói, khi các vị làm được một việc đó là ngay một đời này, những người xuất gia có khả năng thể ngộ được bản tâm chân thật của các vị. Đây là nền tảng căn bản. Khi các vị thấu đạt được pháp hành trì của Đức Thế Tôn, từ Kinh Văn A Hàm cho tới Phật giáo Đại Thừa, cho tới Thiền Trung Hoa, đi xoay quanh, chỉ làm việc là chỉ thẳng vào ngay nơi hình hài năng quẩn này, ngộ ra cái gì là thật, cái gì là giả. Khi các vị thể nghiệm ra ngay nơi hình hài năng quẩn này có cái thể tâm chân thật bất sinh, từ cái nền tảng căn bản này, các vị đọc vào kinh văn, các vị đọc vào thiền thoại, các vị đọc vào thiền sử, các vị đọc vào công án nhà thiền, các vị thấy là dường như mọi lời của chư tổ đều quay vòng một điều này thôi. Và khi bước thứ nhất các vị bước vô được, thì bước thứ hai nó xảy ra là các vị có niềm tin vô cùng vững chắc với chính mình về công phu hành trì. Và khi ta có niềm tin vững chắc với công phu hành trì của ta, thì chuyện phát sinh đầu tiên là chi? Cái điều này mình không phải kích phát cái tâm thức chống đối nơi ai, mà mình muốn nói rằng khi có niềm tin với chính mình thì ta không đánh đổi lệ thuộc vào bất cứ một ai cả nghe. Thậm chí thầy ta dạy đạo cho ta, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng ông bắt ta phải luôn làm tôi tớ cho ông. Thế hệ của những người xuất gia từng đợt đi ngang qua giữa hành tinh này làm cho đạo Phật chói sáng, không hàm nghĩa rằng là mọi thế hệ tu đi theo thầy đều là tôi tớ, đều là nô lệ. Mà từng thế hệ sau họ phải kế thừa được cái tinh túy của đạo Phật như thế này, rồi từ đó họ phát sáng cái nhìn của họ trong công trình làm đạo, trong công trình độ sinh, chứ không hề là một bề tuân phục. Ta hình dung gần ta nhất là ông cụ Túc Lâm, sinh ra từ ngài Thiện Hoa. Ngài Thiện Hoa là người tu theo cái chi vậy? Ông lần chuỗi, ông niệm Phật, ông hoàn quá cái pháp môn niệm Phật. Thế nhưng rồi sinh ra cụ Thanh Từ, cụ tu cái pháp chi, rồi cụ hoàn quá cái con đường gì? Cụ mở lối đi riêng, do vì cụ thấy được cái lẽ chân thật nơi trái tim của cụ, tức là nhận ra được cái thể Phật bất động ngay trong phiền não. Từ dẫn chứng đó để thưa với nhau rằng, thưa các vị, nếu người tu mà chưa có thông đạt điều này, chưa thể ngộ được điều này, thì cả một đời mình cứ mãi nắm chéo áo của một người nào đó. Người đó có thể là thầy mình, người đó có thể là bạn của mình, người đó có thể là tông môn của mình. Và cái tính ỷ lại là một nè, chạy theo người là hai nè, đánh mất mình, thưa các vị, họ không có tự tin ở chính bản thân họ. Do vậy cho nên họ rất là cần phải nương tựa vào người, ỷ lại vào người, ỷ lại vào tập thể. Và không có khả năng sáng tạo, do vậy cho nên tạo thành một cái ekip của một người tu nặng nề ì ạch với những truyền thống mà cưu mang từ Việt Nam qua đây nghe. Và cái điều này, thưa các vị, hơn ai hết, dường như cái truyền thống Trúc Lâm của ta đó là cái truyền thống nặng nề vô cùng đối với cái nét văn hóa được chế tác trong cái điều kiện xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đem qua đây. Thưa các vị, những cái điều mà chúng ta cần nhận diện thế này: con đường đạo Phật phát triển hay là con đường của Thiền Tông, của Trúc Lâm, là con đường luôn làm mới chứ chưa bao giờ dừng lại. Các vị hình dung rằng trước 75, phương pháp hành trì, tụng niệm, lễ bái nó rất khác bây giờ nghe.
Sau khi lịch sử sang trang, ông cụ mới chế tác lại phương pháp hành trì tụng niệm, đem những văn bản của Trần Thái Tông ra như lục thời, sám hối, khoan nghi, vân vân, là để thích ứng với cái điều kiện xã hội chủ nghĩa. Thế rồi dĩ như bây giờ mà ông cụ vẫn còn minh mẫn khỏe mạnh và có thể chế tác được những cái điều nó rất là hợp với xã hội Tây Phương, thì tôi nghĩ rằng ông cụ sẽ thay đổi cái cơ chế tu tập nghi quỷ hành trì nơi đây, chứ không phải giống như thế nghe. Nhưng mà chúng ta mang một cái bệnh rằng là chưa thể nghiệm được cái năng lực tự nội, đó là tâm Phật chói sáng nơi các vị để sống, cho nên mình thiếu cái chất hùng của một người tu. Mình luôn là người tựa nương, ỷ lại, nắm áo vị thầy, nắm áo tông môn, và luôn lệ thuộc vào người. Do vậy cho nên cái con đường tu, điều thứ nhất là tự thân không tiến. Điều thứ hai, không thể mở được con đường hành đạo. Điều thứ ba, thưa các vị, không thể làm được cái chỗ nương cho người Phật tử về đây tu tập. Đây là cái điều rất là tự nhiên khi các vị nhìn lại cái quá trình chúng ta có mặt nơi đây. 10 năm, 15 năm, 20 năm thì các vị thấy điều này thôi. Đừng nói những đi viện, ngay những cái thiền viện của siêu ông Trúc Lâm có mặt nơi đây cũng như vậy. Thậm chí thưa các vị, mình qua bên Úc, mình nhìn những cái trung tâm mà được người Phật tử thương mến dòng tu Trúc Lâm mở ra, thì thưa các vị, nó lèo xèo đơn giản chỉ là những nơi chốn cải gia vi tử, không hơn không kém. Những cái thiền đường chúng ta nghe như là rất hoành tráng, nhưng mà kỳ thực những nơi đó bây giờ bán lại cũng chẳng ai mua. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái điều kiện của nó là rất là ồn ào. Ví dụ như gần một cái trạm xe lửa, nó chạy ồn ào suốt cho tới 2 giờ khuya nó mới dừng lại. Một ngày một đêm ta chỉ có chừng 10 hay là 8 tiếng đồng hồ yên bình thôi. Và cái nơi đó thì thiên thời địa lợi nhân hòa đều không hợp lý cả. Môi trường ồn ào, địa lợi là không có Phật tử Việt nào vân tập về. Nhân hòa là chi? Thưa các vị, cái vị thầy đó chỉ là một người cạo tóc xuất gia, vội vàng thọ giới tỳ kheo về bên kia để mong rằng làm được ông trụ trì. Thế rồi, thưa các vị, tập khí nhân gian nó còn đầy, chứ đã có được chút đạo hạnh gì đâu. Thì làm sao mà vân tập được người đi về để mà tu tập. Do vậy cho nên, thưa các vị, nghe thì rất là hoành tráng. Kỳ thực, mọi cái già lam tự viện ở nước ngoài, ngay đất Mỹ và Úc Châu và kể cả châu Âu nữa, thưa các vị, dường như chưa có một cái già lam nào được gọi là định hướng được cho cái hướng phát triển của dòng thiền Trúc Lâm nghe. Mình nói thì nó hơi xúc phạm nhau, nhưng mà dường như là thế. Do vì ta tu mà ta chưa thể ngộ được cái điều căn bản này thôi. Ta chưa có niềm tin vững chắc với chính Phật của ta. Và khi các vị có niềm tin vững chắc với chính Phật của các vị rồi, thì cái chuyện tất nhiên rất khác biệt. Là sao? Thưa các vị, đủ từ bi, đủ trí lực, đủ hùng lực. Và ba điều này nếu chưa có thì chưa phải là những người Phật tử chân chính, càng không phải là những người xuất gia tu tập để có thể kế thừa được dòng chảy chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp của Như Lai không phải là cái dòng chảy chánh pháp thiếu hùng lực bên trong. Đây là sắc thái đầu, phải thể ngộ bản tâm chân thật, nó làm nền tảng cho công trình tu, nền tảng cho công trình làm đạo, nền tảng cho công trình xây dựng Phật pháp bây giờ và tương lai. Điều thứ hai, các vị viên ở phần trên rồi chứ hả? Giờ mình xóa đi, có chỗ viết. Và thưa đại chúng rằng là các vị có ghét thì cũng phải chịu khó ngồi nghe cho tới 11 giờ. Mình nghĩ rằng là chắc không ai dám nói điều này. Chỉ có mình thuộc kiểu dạng điếc cũng sẽ súng lên. Chứ các thầy thì đố mà dám nói. Các thầy đều phải một bề tuân phục dòng chảy Trúc Lâm nghe. Ai mà lãng quảng thì thưa các vị bị khai trừ ngay. Và cái hiện tượng này nó hiện tượng bình thường. Mình cũng không muốn các vị quay lưng lại, nhưng mà mình nói để cho các vị có một cái diễn kiến về vấn đề phát triển đạo Phật. Nhất là các vị có một cái nhìn bớt đi cái tính tông môn của các vị để có thể phát triển được. Bằng không thì cái tâm thức rất ư văn hóa Việt Nam chúng ta, chúng ta không dám đổi thay. Gần nhất như cái điều mình gợi ý đó, ví dụ như
15-20 Phật tử ban đầu rất thương đạo, rất quý trọng các thầy cô, nhất là từng quy y và học với ông cụ Trúc Lâm, bỏ tiền ra để mua cơ sở này. Nhưng mà thưa các vị, mình qua bên làng Cây Phong mình cũng nói bên kia, họ nói rằng đây là cái công trình 30 năm từ lúc sư ông Làng Mai đặt chân qua. Mình nói dĩ nhiên nó có cái kỷ niệm của con người vô cùng quan trọng đặt chân khai sáng, nhưng mà nếu cần bán được bán quách, mua một chỗ khác. Nói vừa thiên thời địa lợi nhân hòa nó hợp lý hơn để có thể hành đạo. Đừng nghĩ rằng cái vị thầy mình đặt chân nơi đây là phải xây nơi đây thành cái tổ đình. Mà chúng ta thường, thưa các vị, cái dạng suy tôn Ngô Tổng thống dường như chúng ta một bề là bốc thơm vị lãnh đạo, vị lãnh đạo đó là lãnh đạo nhân gian, giống như là xã hội chủ nghĩa người ta bốc thơm Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng thế, văn hóa ta là thế mà. Ta coi vị lãnh đạo tức là vị tông chủ, vị giáo chủ khai sáng đó là một vị thánh. Nhưng mà thưa, đừng coi ông là vị thánh, hãy thấy ông là bậc thầy bình thường thôi, để cho cuộc đời dễ thở. Đừng nghĩ rằng chỗ nào ông đặt chân thì chỗ đó phải làm tổ đình, thưa không. Đất này đất chi của ông bà ta mà đặt chân tới đây rồi nói cái này tổ đình, cái này là phải xây dựng, tại vì hòa thượng đặt chân nơi đây, chống gậy nơi đây. Còn lâu mới là cái đất của Việt Nam, thưa các vị, đất toàn vẹn lãnh thổ Hoa Kỳ, đất của Mỹ và đất chi của ông bà mình. Và mình cứ vin vào cái cớ như thế, cho nên có khi trầy trật mất 10 năm, 20 năm mà mình không thể phát triển được. Tại vì cái đầu óc nô lệ của mình nó rất ư là nặng nề. Nô lệ cơ chế chính quyền, do vì người dân nào cũng thục cổ e dè sợ sệt, nói thì bị giết chết. Thế rồi mang cái tâm thức đó luyện vào chùa thì mình lại làm nô lệ cho một vị thầy nghe. Đó là vị giáo chủ, vị tông chủ. Và dường như cái này nó theo mình cho tới một đời, cho tới chết rồi đời sau cũng thế. Dường như mình không có bật lên được. Rồi trở lại cái chuyện ngay cái chùa này, rồi mình dùng cái ví dụ bên làng Cây Phong, mình nói cho các vị nghe. Mình nói với anh Phật tử trẻ, anh nói cần bán quách, mua đất hẹp hơn khoảng chừng 10 mẫu thôi đủ xài rồi, gần trung tâm thành phố và đẹp hơn, cảnh trí tuyệt vời hơn, thì mắc gì đâu mà không bán cái chỗ này mua chỗ khác chứ. Cứ gì phải nói rằng chỗ này thầy tôi đặt phải xây dựng nè, dẹp cái chuyện đó qua bên đi cho cuộc đời nó dễ thở. Và nơi đây cũng thế, thưa các vị, trong tương lai mình nghĩ rằng nếu có điều kiện các vị để dành đủ tiền á, cần thiết các vị bán quách cái chỗ này, dời lại một cái nơi chốn nào khác. Nó có cái điều kiện thứ nhất là yên, bình tĩnh, lặng hơn, không gian rộng rãi, thoáng đãng hơn. Có thể đời ta không xây dựng hoàn thiện một cái ni viện thì mình gợi ý để cho thế hệ sau nữa. Và cái việc cần làm không phải là mình phô trương chi về cái thiền phái Trúc Lâm của mình cả, dẹp cái đó qua bên đi cho nó dễ chịu ra. Mình phải làm được một việc đó là mở rộng cái vòng tay, làm cho người trẻ đến với mình để tu tập được gần hết. Người trẻ chưa đến được thì mở rộng vòng tay để cho mấy bà già hàng xóm láng giềng có thể đến với mình xuất gia tu tập được, tạo thành một tập thể ni chúng đủ đông. Thế rồi trong tập thể ni chúng đủ đông, những người già đó sẽ có những người trẻ đến với ta. Tại vì thưa các vị, nuôi người già để có người trẻ nghe. Và khi có người trẻ đến thì thưa các vị, dần dần cái dòng chảy đạo Phật mới có khả năng sống còn được, chảy tới tương lai. Và cái điều này nó đòi hỏi tâm thức của các vị. Điều thứ nhất phải lắng nghe, điều thứ hai phải học lại với người Mỹ. Thông thường có khi những thầy cô, đa phần là các thầy từ Việt Nam qua, tự hào rằng mình là đệ tử lớn, là người trong thiền viện 10 năm, 20 năm vân vân, đặt chân đến vùng đất này nghĩ rằng là mình chỉ dạy thôi không học, là sai lầm nhé. Phải mất 10 năm học lại văn hóa Mỹ, tiếp xúc đời sống Mỹ, lắng nghe người Phật tử Mỹ họ nói về đời sống của họ, rồi anh mới có khả năng truyền đạt Phật Pháp vào tâm thức họ. Chứ không phải cái chuyện là anh tự hào rằng là lãnh sứ mệnh từ bên kia qua rồi anh làm thầy thiên hạ được liền, tức chưa. Và điều này rất là rõ ràng thôi. Gần hơn hết trở lại vấn đề mình muốn thưa để gợi ý thế này: khi có điều kiện tốt lành hơn, cần thiết bán chỗ này mua một nơi khác có chừng 10 mẫu đất, hơi xa hơn cái này tí cũng không sao, có một căn nhà
nó không có tiện nghi như thế này, nhưng mà ta yên tâm khi có đất rộng thì thế hệ thứ hai thứ ba nó làm được cái chùa thành một cái ni viện thôi. Chứ còn nơi đây thưa các vị, nó là cái chùa tự phát lẹt xẹt cho vui thôi, chứ còn không thể phát triển được. Theo cái nhìn của mình là thế. Thôi bỏ chuyện đó qua bên đi, nói nhiều mất lòng nhau nhiều. Điều thứ hai, thưa các vị, cái chuyện các vị thể ngộ được bản tâm chân thật nó có thể tức thì, tức khắc đó, cũng có thể hà sa kiếp không xảy ra. Cái bản chất tâm không sinh diệt là cái tự hữu nơi các vị. Thế nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là đủ cơ duyên để ngay chớp mắt nhận ra. Và nếu trường hợp mà chúng ta không có duyên lành may mắn để có thể thể nghiệm điều này, trải nghiệm điều này, thì thưa các vị, có khi hà sa kiếp cái chuyện ngộ được bản tâm chân thật nó cũng không xảy ra. Mình ví dụ một cái điều nó rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như cả một đời của mình luyện vào đời sống có mặt giữa nhân gian này, thì ngay cơ chế vật lý của các vị là mở mắt là các vị nhìn ra, lắng tai là các vị nghe, tức là cái tâm thức vọng động hướng ngoại nó luôn là một tâm thức rất là bình thường của mọi sinh linh. Mình chưa hề có những cái trăn trở dội ngược lại nơi này năng quẩn này để tiếc thương rằng là đời sống mình có mặt nơi đây. Chẳng lẽ lao sao cái ăn cái mặc, chẳng lẽ lao sao cái chuyện là rượt đuổi buồn vui, rồi cuối cùng biến mất vào cõi vô thường không còn gì lại ư? Mình không có hề thắc mắc rằng ta từ đâu tới, rồi trả lời này về cho các buổi ta về đâu. Dường như là đời sống con người 90% người ta đều trượt trên con đường này. Chấp nhận tôi là đời sống này, chấp nhận hạnh phúc của tôi là cái ăn, là cái mặc, là ngũ dục giữa cuộc đời thôi. Thế rồi tới một lúc 70 tuổi hoặc là 60 tuổi, người ta cảm nhận được này lợi, này danh, này của, này tiền, này vật dục nhân gian dường như nó rất là phù phiếm. Thế rồi họ mơ ước cái con đường là làm thế nào tôi có thể biết được rằng tôi từ đâu tới, chết rồi về đâu. Và khi đó thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái cản trở thứ nhất là tâm thức mình nó có một thói quen rượt đuổi ngược xu bên ngoài, cho nên khó có điều kiện nó quay lại để nó thẩm vấn lòng, hay là nó nhận biết về tự nội là cái gì trong ta sinh diệt và cái gì không sinh diệt, rất khó. Cái thứ hai, thưa các vị, là nếu mình khởi phát tâm lành đi vào con đường tâm linh để mong rằng tìm cho ra cái gì là không sinh diệt nơi chính mình, thì mình đi lạc lẽo trong rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo nào cũng nói rằng có vị thần linh ở trên cõi trên cao xa vời kia, anh đầu tư của tiền nè, công sức nè, hiến thân nè, anh sẽ được cái ghế ngồi trên kia. Ngang đó là mình chết mê chết mệt với những con đường tu như thế rồi. Thế thì con đường tu đó không phải chỉ có mặt ở những tôn giáo không phải đạo Phật nhé. Ngay đạo Phật cũng có một cái dòng tu như thế, cũng có một pháp môn hành trì hướng ngoại như thế. Ta hướng tâm ta về đâu? Anh cứ niệm Phật đi, anh tụng chú đi, anh sinh về cảnh giới kia, nơi đó là trạm trung chuyển á. Anh ở đó không sinh nè, không già, cái điều kiện rất là ưu tú để anh ở đó anh có thể tu rồi thành quả Phật. Và cái câu là vãng sinh Tây phương rồi hồi nhập Ta bà, tức là chạy qua bên đó rồi lại chạy tới về đây, chi mà nó lòng vòng mất công vậy. Nhưng mà thông thường thưa các vị, ta luyện đời sống mình vào chùa tu thì thường thường ta mắc cái bẫy này. Tại vì tâm thức ta nó tràn đầy bản ngã, tôi là này này nè, tôi là vui buồn này nè, tôi là sự suy nghĩ này nè. Thậm chí có những thầy xuất gia tu rồi, thế rồi ông gặp mình, ông biết mình là thường thường mình dạy cái con đường của mình nó không phải là con đường dạy người ta niệm Phật để vãng sinh nha. Rồi ông vô cùng là giận với cái điều mình dạy, tại vì người ta đang hoằng quá tịnh độ tông mà. Thế rồi ông nói, thưa thầy, ai nói chi thì nói, như con mà nhất quyết rằng con có niềm tin là niệm Phật để vãng sinh, con hứa rằng là con niệm Phật để con này, con của con này, con muốn bài cho vợ của con vãng sinh nữa. Mình nghe nói, thưa các vị, mình không biết phải nói lời chi. Tại vì ông xuất gia rồi, thế nhưng mà ông gắn liền đời sống ông là không những ông tu rồi mà ông cũng muốn cho vợ con gia đình ông cùng lên đó cho vui. Thế mà gân cổ cãi mình về cái tình trạng là
lý tưởng tu là phải vãng sinh như thế. Rồi mình dùng cái ví dụ đó trở lại cái chuyện mình đang thưa. Thưa các vị, khởi phát tâm lành tu, nhưng mà để tìm được con đường, học được chánh pháp, thể nghiệm được ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, dường như chuyện này nó không dễ xảy ra đối với người tu Phật. Đối với người tu sĩ Phật giáo nó cũng khó xảy ra, huống nữa là với các Phật tử. 90% của tu sĩ Phật giáo hiện tại, thưa các vị, đều có một cái khuynh hướng là làm chi? Là xin về cảnh giới an lành nhé. Toàn bộ nghi quỹ tu của truyền thống Phật giáo Việt Nam đều xin về an dưỡng quốc. Và từ cái nghi quỹ hành trì này, nó sinh ra một dòng chảy, đó là chi? Là nghi thức cầu cúng lễ lại, cầu an, cầu siêu, vân vân, nào ma chay, nào tuần thất, vân vân. Nó sinh ra một tràng dài cái tập quán tín ngưỡng và tập quán của ma chay lễ lược để hình thành cái cơ chế cúng dường hầu nuôi dưỡng đời sống thầy tu tồn tại như thế này. Nó là như vậy. Ví thử như các thầy loại trừ hết tất cả những điều này, thế thì thưa các vị, cái con đường để có được của, có được tiền, có được cái điều kiện ưu tú người ta cúng dường để sống còn, thì thưa các vị, nó liền mất đứt ngang đây. Do vậy cho nên người ta cố tình duy trì cái cơ chế cúng dường, và muốn duy trì cơ chế cúng dường thì phải phát triển cái chiều hướng là chết thì phải cầu siêu, phải tuần trai thất, thất thất trai tuần, rồi vân vân. Thậm chí là khi có một đình đám nào người Phật tử ta mất á, thì họ tới họ bày cho đủ thứ nhiêu khê phiền phức về cái chuyện ma chay lễ lược. Mà có quan trọng gì đâu, cuộc đời anh tu mới quan trọng chứ, đâu phải là cái xác hôi hám của anh đó rồi phải tô son trép phấn vào, rồi phải mướn người tới tụng kinh năm ba bộ gì rồi mới siêu sao, thưa các vị, không. Thế nhưng mà cái điều này nó trở thành một cái dòng chảy văn hóa gắn liền với sự sinh tồn của thế giới người xuất gia. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường thể ngộ được tự thể tâm chân thật vô sinh của các vị, nó có thể trong tróc tay vậy, nếu các vị may mắn gặp được chánh pháp. Mà nó cũng có thể kéo dài tới hà sa kiếp, nếu không đủ duyên. Không đủ duyên đó là mình ở trần đời đã không đủ duyên rồi, luyện mình vào chùa tu không đủ duyên thì cũng không có thể ngộ được. Nhưng mà cái vô cùng sâu nặng không đủ duyên đó là chi? Cái tâm thức cứng ngắc của mình chấp trước về bản ngã, thưa các vị, không mở ra được để cho cái khe hở nào cho tâm thức mình ánh sáng chánh pháp lọt vô được. Cho nên không đủ duyên nó tạo thành trường kiếp trong cõi tử sinh không ngộ đạo. Nói như vậy đó, đây là chuyện thực. Thậm chí thưa các vị, có thể nghe kinh sách của cụ Trúc Lâm giảng từng ngày từng ngày, nhưng mà chưa chắc gì mình đã nắm được pháp yếu để hành trì nghe. Tại sao vậy? Có khi trong một câu của ông cụ nói được gọi là định chuẩn của pháp hành trì, nhưng mà ta dễ lầm lẫn. Ví dụ như cái câu biết vọng không theo đó, thưa các vị, mình cứ lầm lẫn rằng là phải không theo vọng, nhưng mà quên rằng cái câu quan trọng là biết vọng. Còn vọng nó sinh nó diệt là chuyện của nó, mắc gì đâu. Khi anh nhận biết đây là buồn, đây là vui, đây là giận, đây là ghét, đây là ý thức thầm thì xuôi ngược, thì anh chỉ cần làm việc là an trú ngay cái trạng thái nhận biết, thì thưa các vị, vọng nó tự tắt nha. Chứ đừng nghĩ rằng là phải triệt sạch hết vọng thức thì mới là người tu tập đàng hoàng, thứ không. Chứ cần anh phải làm cho vọng sạch nhẵn, anh chỉ cần an trú ngay cái thể tâm nhận biết, thì thưa các vị, đã bước một tầng qua cái địa vị của bậc hiền thánh rồi. Còn chúng ta lầm lẫn cái lời dạy của các bậc thầy, cứ nghĩ rằng là phải đoạn trừ vọng thức, thì các vị vô hình trung các vị làm một việc, đó là các vị phân mảnh đời của các vị ra làm hai phần. Một phần là các vị chiến đấu, một phần là cái năng lượng tâm thức nó xung đột lại, cho nên càng tu thì càng phiền não. Trong khi đó, thấu ngộ được bản tâm vô sinh rồi, an trú ngay đó, thì cái chuyện vọng nó sinh nó diệt bồng bềnh là chuyện của nó, không dính gì ta. Thế thì mình công phu rất là nhẹ nhàng. Và khi tâm thức người ta
có được sự an tường tĩnh tại khi công phu, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là loại phiền não nào cũng rớt sạch. Còn mình căng thẳng đối với pháp hành trì, thế thì ngay tự thân mình đã xung đột, đã căng thẳng, đã bất an rồi. Do vậy cho nên càng tu càng bất an. Thế thì thưa các vị, đừng nghĩ rằng thấy được chánh pháp, ngộ được bản tâm là chuyện giản dị. Có khi không đủ duyên lành rồi, 1 triệu kiếp trong cõi tử sinh không nhận ra được pháp hành trì. Thế rồi duyên đủ lành thì thưa các vị, tróc tay vậy, nhận ra con đường vô sinh niết bàn. Mình nghe các vị thiền sư ngộ đạo như trò chơi, mình tưởng đâu là cái chuyện đó và các ông viết cái tông thiền sử để dụ dẫn mình, thưa không, sự thật nó là như vậy. Ngày xưa Đức Thế Tôn giảng một thời pháp, thưa các vị, có hàng vạn người chứng nhập được dự lưu nghe. Tu Đà Hoàng dịch ra tiếng Tàu là dự lưu. Dự lưu nó có nghĩa là mở được con mắt chánh pháp. Tiếng Tàu nó gọi là pháp nhãn tịnh, tức là có được con mắt pháp trong sạch, gọi là dự lưu. Dư lưu có nghĩa là chảy vào dòng thánh, tức là khi nghe được lời dạy Đức Thế Tôn, mở được cái năng lực tâm chiếu sáng, nhận biết được rằng là ta đích thực là cái khả năng nhận biết, ta không phải là cái bị biết, thì gọi là mở được con mắt pháp trong sạch. Là ngang đây chỉ có một bề là chảy vào quả vị thánh chứ không đi lạc vào con đường khác. Mình nghe mình tưởng chừng như là ghê gớm, rồi mình tưởng chừng là Đức Thế Tôn thuyết cái pháp chi người ta mới ngộ điều này. Thưa các vị, ngài chỉ nói một câu là ngũ uẩn vô ngã thôi nghe. Năm uẩn vốn không có ngã, và vững niềm tin với điều này, bật sáng được điều này thì liền có được con mắt pháp trong sạch, và từ đây chảy vào quả vị thánh chứ không có chảy vào con đường khác. Rồi mình dùng những cái giải thích gần để các vị hiểu điều này. Thưa đại chúng, là mình chấp trước mình là hình hài này, mình là vui buồn này, mình là sự suy nghĩ, thì nó kéo một tràng dài của nỗi khổ triền miên giữa cuộc đời. Ví dụ như các vị chấp trước các vị là hình hài thì các vị khổ não vô cùng, khi thấy nó già, khi thấy nó xấu, khi thấy nó bệnh. Gần hơn nữa là thấy mình thua thiệt người ta, thấy người ta cái lỗ mũi hơi cao hơn mình, thấy mình cái lỗ mũi hơi thấp hơn là mình đã nổi ganh tị rồi. Thấy đời sống của người ta sao hạnh phúc mà đời sống mình có mặt nơi đất Mỹ này 30 năm mà vẫn bất hạnh, thế thì mình cũng đủ ganh tị rồi. Tức là chấp trước vào tầng cạn thì nó có cái khổ tầng cạn, chấp trước vào tầng sâu tức là những cái vui buồn hờn giận bất an mà nó gắn chặt với đời mình bao nhiêu thì mình chìm trong nỗi khổ nhiều bao nhiêu. Thế rồi Đức Thế Tôn dạy câu là năm uẩn vốn không có ngã, không có anh trong đó. Nó đơn giản chỉ là cái vật thể anh ghé lại. Hay nói cách khác, anh là một sinh vật mong manh ghé lại hành tinh này dạo chơi một chút rồi ra đi. Sâu hơn, tâm thức anh nó ghé lại hình hài năm uẩn này, nó mượn năm uẩn này để du hành trên mặt đại địa này lao sao một chút rồi nó trả hình hài này về cho các bụi nó ra đi. Thân thể chỉ là quán trọ, tâm thức nó ghé lại như người khách trọ ghé lại rồi ra đi. Và khi người ta hiểu được rằng hình hài này, buồn vui này, nghĩ suy này chỉ là quán trọ cho cái thể tâm bất động nó tạm mượn thôi, thì ngay cuộc sống này, thưa các vị, họ không thấy vinh sang là điều đáng tự hào, họ không thấy bất hạnh là điều đáng sầu khổ. Họ luôn là người quan sát thân năm uẩn. Năm uẩn như buồn, như vui, như hình hài, đẹp hay xấu đều là cái đối tượng bên ngoài họ. Họ là con người luôn quan sát nó. Và ngang đây thì Đức Thế Tôn chứng nhận rằng con người này thấy được lý vô ngã. Và khi các vị thấu đạt được điều này, các vị có còn đam mê hình hài các vị nữa không? Không, tự nó rớt. Các vị thấy được điều này, các vị còn gắn bó các vị vào cái vui buồn của trần thế này nữa không? Cũng không. Tại vì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, ta là người luôn quan sát nó. Nó chỉ là một phần của tảng băng nổi rất cạn, rất nhỏ. Ta là một khối băng phía dưới.
Nhưng mà ngộ được bản chất của năm uẩn vô ngã thì không phải là thấy ta là khối băng nghe, mà thấy ta là chi? Ta là đại dương mênh mông, không có sinh không có diệt. Do vậy, thưa các vị, ngang từ đây rồi thì không có cái thứ ngũ dục lục trần nào, không có cái thứ lợi danh nào nhận chìm ta được. Ta chỉ đi một lèo thẳng vào con đường quả thánh mà thôi. Thế cho nên, thưa các vị, người thấu được pháp này, thấy được năm uẩn vô ngã, thì ảnh liền an trú ngay cái thể tâm nhận biết năm uẩn. Thì khi cái điều này triển khai tới một mức độ cao hơn của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, thì nó hình thành cái câu là khi quán tự tại Bồ Tát soi thấy năm uẩn, thì năm uẩn liền không vượt ngang qua khỏi khổ ách. Từ đây nó cho chúng ta một cái nhận diện về cái câu mình đang khai triển. Thưa các vị, người có duyên lành đọc được kinh văn của Phật bốn chữ thôi, ngũ uẩn vô ngã, là người ta ngộ ra ngay. Mình không có duyên lành, mình học với sư ông Trúc Lâm, ông giảng khô hơi khan tiếng, nhưng mà thưa các vị, mình vẫn cứ chấp năm uẩn là ta. Và khi chấp năm uẩn là ta thì cái gì nữa? Một tràng dài nó nói dài: chùa của ta, đệ tử của ta, tông môn của ta, pháp phái của ta, sự thành công của ta, vân vân. Do vậy cho nên có thể tức khắc ngộ liền để thả trôi cuộc đời mình vào quả vị thánh, mà cũng có thể trải dài hàng xa kiếp không thể ngộ được điều này, hoặc thấp thoáng nhưng mà vẫn không tu được, dù cho ông là ông thầy tu cũng thế thôi, đồng đẳng như nhau về điều này thôi. Cho nên cái duyên lành để thấy được thể tâm chân thật, thưa các vị, đây là cái duyên rất là kỳ lạ. Đối với một số người, họ nhận ra được khi họ chưa là người Phật tử, họ nhận ra được khi họ là Phật tử tu phất phơ, họ cũng có thể sống được với đạo một cách miên mật. Thế nhưng mà cũng có một số người là đại hòa thượng hoặc là học thiền nhiều năm, nhưng mà thưa các vị, vẫn bồng bềnh nổi trôi chứ không thể đi vào con đường tu tập được nhé. Cho nên thưa các vị, cái này là tùy duyên phận, tùy căn cơ từng người, không ai có thể định giá được rằng là phải tu bao nhiêu năm. Cho nên cái câu định nghĩa của chúng ta là có thể tức khắc và cũng có thể hà sa kiếp là như vậy. Và điều cuối cùng của đoạn 2 này, xin thưa thêm, đây là cái chuyện gợi ý rất là gần, trực tiếp nói với các vị, người thông minh giữa cuộc đời này. Thế nào là thông minh giữa cuộc đời? Thưa các vị, loài động vật thua loài người ở cái chỗ là nó chỉ bằng lòng với đời sống hiện tiền. Nó giải quyết cái chuyện ăn uống của nó là một, cái chuyện tính dục của nó là hai thôi. Vào những mùa động đực thì động vật nó chỉ biết làm một việc, đó là phan mạng chết đi để giành con cái. Nó không có chuyện ngày mai nghe. Thế là loài người thông minh hơn, đó là ngoài cái chuyện đời sống hiện tiền, hắn còn có quá khứ rất là xa để nhớ về, có tương lai rất là xa để toan tính. Và người nào sống giữa cuộc đời này, họ sống ngày nay, nhưng mà họ có thể quyết định được vận mệnh của họ cả một đời thì gọi là người có viễn kiến, phải không? Thông minh. Người lãnh đạo quốc gia nào, họ đang lãnh đạo quốc gia nhưng mà họ dự đoán được tương lai 10 năm sau, chứ sự phát triển đó sẽ chuyển qua cái chiều hướng nào, thì họ quyết định vận mệnh đất nước của họ nó phát triển, họ cứu được cả hàng triệu dân nọ, triệu dân kia. Còn người nào lãnh đạo quốc gia mà họ, thứ nhất là ôm nặng cái nỗi niềm thù hận, thứ hai họ không có cái nhìn xa và họ quyết định, thưa các vị, nó làm cho cả dân tộc thụt lui lại gần như là vào cái thời sơ khai. Thế thì người ta gọi những kẻ đó là kẻ ngu. Nói thì nó đụng chạm nhau nhưng mà nó là như vậy nghe. Thế thì đời sống người thông minh là chi? Thưa các vị, ta sống loay hoay giữa cuộc đời này bao nhiêu năm lắm. Thế rồi mình biến mất vào cõi vô thường, mình chỉ biết rằng đời sống mình ngang đây rồi chấm dứt, thế thì không thông minh. Cho nên thông minh ở tầng cạn nhất là một đời này mình vay mượn hình hài này để có mặt. Mình phải biết rằng là linh hồn mình nó tạm mượn thân thể này rong chơi giữa cuộc đời này một chút phù du rồi nó ra đi. Cho nên người ta chuẩn bị cho đời sống của họ lần sau bằng, thưa quý vị, bằng nghiệp lành tạo từng ngày giữa cuộc đời này.
nghĩ về điều lành, nói về điều lành, làm mọi việc tạo phước lành vô cùng to lớn để còn trở lại trên hành tinh này với điều kiện thuận lợi hơn, gọi nó là người thông minh ở cấp độ bình thường thôi. Thế là cấp độ sâu hơn. Thưa các vị, ta chưa chắc rằng trong kiếp tương lai ta có cơ duyên gặp được chánh pháp, chưa chắc rằng trong kiếp tương lai mình khởi phát được tâm lành để tu, và chưa chắc rằng ngày mai ta có điều kiện tốt lành như hôm nay để tu nữa, chứ đừng nói là kiếp sau nghe. Thế cho nên người thực sự thông minh thì họ phải biết làm một điều là không có một thời khắc nào không phải là giờ an trú tâm để hành trì cả, luôn luyện hẳn đời sống họ vô cái vùng tâm bất động, luôn sống với năng lực tuệ tri, gọi đó là người thông minh. Nếu lên ra khỏi vùng đất này thì gọi là chi? Không thông minh. Gọi cái từ chính xác hơn là chi? Thiếu trí tuệ. Và cái từ nặng hơn nữa là chi? Là quá ngu si. Đó là cái từ rất là nặng nề, nói thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà chính thực nó là như vậy. Thưa các vị, người ta ở đời có một bài thơ nữa, mình hay nhớ rất là uổng. Người ta bảo rằng là ước gì em vo tròn đời em lại, luyện vào đời sống anh cho chìm tới đáy của sự yêu thương. Người ta dám vo tròn đời người ta lại để luyện vào cái cuộc tử sinh mà người ta còn dám vo tròn đó, các vị thấy không? Còn mình vo tròn đời mình lại, luyện vô cái vùng tâm bất động để chấm dứt cuộc sinh diệt trong một đời mà không dám vo tròn. Ví như có lỡ do tròn thì cũng luyện, nhưng mà luyện cho nó rớt ra ngoài, đừng rớt vô mới lạ. Và luôn sống với cái sinh diệt tâm mới là cái chuyện tức cười. Thưa các vị, thế là dừng ở đây.